À, xin chào tất cả các bạn nha. Hello các bạn. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình xin gửi đến tất cả các bạn một cái món ẩm thực là gà nồi khìa nha bạn. Rồi, khoan. 5 phút tập niệm. Tập niệm đúng rồi. Tập niệm của tay mà. Người ta tập niệm có 1 phút mà. Đủ. Người ta là 1 phút mình là 5 phút thôi. Dữ vậy. Thì 5 phút ăn thịt con gà này nha bạn. Đây là cái con gà nồi đá chiến kê nha bạn. Thì nó đã bị bại trận nha, nên anh em mình chia về để khìa nha bạn. Có nhiều vết tích. Giống thằng lột cửa đây không đục kiểu bên kia vậy. Cửa đây hơi cứng là không được. Ủa, quen bẻ nhanh này nha. Đây là con gà chiến kê bị bại trận nha bạn. Anh em mình sẽ khìa nước dừa nha. Đó, mần xong rồi anh em mình chặt ra nha bạn. Anh em không dám để nguyên con để giới thiệu nha. Sợ mấy ông thần kia đánh nữa nha bạn. Mấy ông, nói chung mấy ông là cha lộ mẹ đánh hoài vậy. Lù lù mấy ông cứ giờ gáy anh em mình hoài luôn, buồn ghê đúng trời. Ông còn hơn cha mẹ nữa. Đúng rồi. Muốn đánh cho nào đánh à. Thôi bây giờ mình ướp để khìa nước dừa nha bạn. Các bạn thấy khốn nạn không? Đây, một chút sa tế nha. Hôm nay nhiêu? Ba bịch ha. Nửa bịch thôi. Nhiều quá. Đủ với hương nửa bịch nha bạn. Đủ với hương nha bạn. Ơ chừng chú ta hết bịch luôn nha Phen. Cầm bóp lại ổn rồi. Ờ đúng rồi, mình thấy cái hết trơn luôn là bú luôn á. Dở dở lắm. Nhiều quá đắng thôi nữa. Tù khoai đắng. Đây cho vô miếng ớt nha. Tù khoai đắng à, đừng miếng hành tiếp. Miếng tỏi luôn nha bạn. Rồi má húi luôn. Nước mắm đường. Bột ngọt. Bây giờ nêm luôn nha. Hạt nêm. Đây một miếng hạt nêm nha. Tôi thấy ông càng ngày ông không có gì. Không có kinh nghiệm phải không? Không phải, kinh chuột. Ghê quá đậu. Bỏ thử mấy cái à. Vậy không nữa đợi hỏi ai đó người ta. Con con gặp con thứ dữ không? Đây bột ngọt nha bạn. Ông thấy rõ càng không? Đúng ta đúng. Đây con nít không nè. Vậy đó. Tôi nít là cái phim nít từng dạng cũng con nít phải không? Chống rồi. Mở miếng ra tại nó thừa. Muối cục nha bạn. Chờ ông đi ngủ xíu nha. Làm gì? Ông lấy đây, cái đường bao nha, cái bao ấy rồi bao sừng lao ấy là ông xì lao bùm mà nước mắm đồ có cái bao cơ chứ ủi lộn để dưa ông nội cái bao đi lông rồi thèm cái bao đi lông rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên để cho nó ấm gia vị nghề của anh em mình nha. Quá dữ luôn ông ơi. Thấy không, ông trộn đi chút xíu vào cho ông cái bao cầu. Súp tao mẹ. Ok 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 cái đùi ngon quá chứ ta. Khủng à, cái đùi nó xì gần cái hiên cốc rượu ghê lắm. Không chai không đủ. Bữa nay anh em mình làm hết chai này gì nghĩ nha. Rồi. Không chai đây. Đây đây, đây là cái rượu nè được. Không táo. Rồi bắt đầu mình sẽ thử tỏi ớt để thì gà nha bạn. Đây, mình vô tỏi nha. Con làm hết luôn đi. Tụi có mình phải từng quy trình cái gì cũng phải có trước rồi có sau nha. Vô hành luôn. Vô hành luôn. Người ta đang đồng huyết. Trời ơi, trời đậu u hậu mới để đầu gấu làm buồn thiệt chứ. Ông làm phải vô điểm làm phải phải từ theo công đậu nó mới ngon phải không? Ờ còn tiếng vô thơm ghé tiền hết. Rồi vô ớt nha. Ông chưa thấy không? Đầu bếp người ta chỉ cần sai một giây một là cái món nó dở dục liền. Đúng đúng đúng. Có đầu bếp nếu mà sai một ly là uống một lít liền chứ đâu phải dân được. Ông sai bao nhiêu ly rồi? Hơi say rồi. Không nhớ rồi. Qua hộp. Vàng kè thơm bát ghét bạn. Chừng nào vô hả? Chừng nào vô. Thôi chuẩn bị vô. Không đi vô đi nha. Đi vô đây nha. Đi vô đây nha. Nồng lên nha bạn. Ha, vô luôn hả? Đi vô luôn. Thơm bát ghét các bạn. Rồi vô chai. Vô nha. Vô. Ồ, đưa cái sạc luôn. Dứt. Mình không đi giờ đâu. Mình không đi giờ đâu hay vậy? Trời cho nó săn lại cái. Ừ, thơm quá bạn ơi, cái mùi ngủ như hương nó phân kênh chịu thủng luôn trời. Một gà nồi thịt quá thịt nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho thịt gà nó săn lại rồi mình sẽ cho nước dừa vô nha. À, các bạn ơi, thì thịt gà đã săn lại bạn. Giờ anh em mình sẽ cho hai trái dừa vô nha. Đây, dừa. Ông thấy xào với tàu không? Xào với tàu. Xào với tập gì vậy? Quá dữ luôn rồi. Hô, ai nào cái luôn. Ôi ơi. Một cái để cho cô già để nó ngủ sỉ đi. Ngon vậy bạn. Hai cái bầu này quý lắm. Giờ thì anh em cho mình nó sẽ cạn nước luôn. Canh lửa và cho nó cạn nước rút vô thịt cho nó ngon nha bạn. Các bạn ông cầm nha bạn. Nắp nào đâu đậy nổi. Nắp rồi. Nắp không đậy. Nắp rồi. Có cái nắp nó hấp gì không ta? Nắp không biết thèm. Hơi lớn rồi. Rồi nắp rồi, nắp hấp đó. Đúng 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 đúng. Không không vừa luôn. Vừa. Sao không vừa hôm nay? Ông luôn. Cái chấm dưới được rồi. Ừ. Chấm không đủ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ờ,
Minh ơi. Đâu hỏi đây, hỏi đây luôn đi, không được. Hỏi đây luôn, vô vô nè. Không vô. Hỏi đây mà. Ô cái chảo siêu to khổng lồ cái trời, hàng chi con gà chà bá, bỏ vô đây nó có chén đất trời. Thôi thôi hỏi đây đi, gom vô nhà em cũng dắt nồi chín ra kêu. Không đúng không? Ừ. Rồi. Xì gì đó. Khuya quá, hồi ngủ chưa? Ừ, ngủ rồi. Mấy cái gà rồi đó. Rồi nói chung thì cũng khuya lắm nha bạn. Nên anh em mình sẽ làm tiếp ở đây. Không, mình ăn không à, mình ăn không ngủ à. Mình ăn ngủ tại sao mà sao ngủ vậy? Dạ ông nấu. Ông là giỏng ngủ đây. Giỏng ngủ không? Canh cho. Không, tại thằng người nó ngủ rồi có vợ nằm. Chú là vợ không được. Ngủ. Ai đi ngủ. Tại thôi ta ngủ rồi, có vợ xài nó ngủ cái bao được. Có quạt không? Còn ngủ đi ngủ giống mình ta đi ngủ. Tôi vợ xài bóng cái gì? Ờ đi ngủ luôn, có người nằm cái bên cũng được. Thôi đi ngủ được. Ở tôi ngủ vô nha. Ngồi tôi cũng ngủ mình được, có hai người nó ngủ được. Ông như lùng già cả yếu quá. Dạ. Già cả yếu quá rồi. Đúng rồi. Già ít ngủ lắm. Dạ dạ hai hai quá dạ mơ xu. Quậy quậy tự cái gì này mày xài chắc cũng ngàn thu nữa mà không ngủ. Xu xu dạ là ít ngủ đúng không? Ừ. Thôi ngủ nhiều. Vậy ngủ chút đi. Ok. Bết ngủ đi, ngủ chút đi. Đã sệt lại nha bạn. Oh. Thì cái chảo kia nó quá bự vậy, nó quá dày nha. Nên nó lâu rút các bạn, nên em mình đổ vào cái chảo này nha. Ừ, thấy ngon ngon ngon. Rồi chọn nó săn lại. Các bạn thấy cái đùi nó giống như chế bánh lông không bạn? Cái này chấm bánh mì. Giống là đại gà. Tại cái đùi gà này nó đá nha bạn, nên nó ứ mất bầm nha. Chứ không phải là gà bị gió nha bạn. Gà bánh thảo. Gà bánh thảo. Tại nó là chiến kê mà. Nó phải có thương tích. Đây bây giờ nói chung là nó sạch vậy được nha. Anh em mình sẽ chừa lại miếng nước để chấm bánh mì quét quét rồi nha bạn. Đúng 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 đúng. Quét đậu phộng luôn. Đây bây giờ anh em mình sẽ nhắc xuống nha để trang trí, anh em mình gác đậu phộng lên nha bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình cuối cùng thì cũng đã hoàn thành được cái món gà nồi kìa nước dừa nha bạn. Rồi. Có thì không đại ca đậu phộng nữa kìa, hay cái giường cái giờ này mới hừng sáng luôn. Ai đứa hồn nó mới gáo. Con hồn cháu ơi. Ông canh gà gái luôn bây giờ. Bởi vậy ăn được cái món mà gà nồi mà kìa nước dừa này xong là anh em mình chuẩn bị đi ăn cháo lòng sáng luôn thiệt. Quá xả nước miếng á. Đúng luôn. Đây bây giờ mình sẽ gắt đậu phộng lên nha bạn. Đấy. Gắt vậy sao được. Quý tộc ơi. Ui. Có đậu phộng. Đậu muối dừa ơi. Vừa đây. Đúng rồi. Giống mình gắt rồi. 11. Rồi, ngon lành nha bạn. Ngon rồi. Đây là cái món gà nồi đá kìa nước dừa nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nha. Thì nói chung thì khuyến cáo. Thì bây giờ mình sẽ có hai cái đùi nha bạn. Mình sẽ nhường cho hai hộ pháp hai bên nha. Ok không? Hai bên hộ pháp à? Mình làm hai bên đây. Không luôn hộ pháp à? Nhìn về bên đây đây. Hai người lớn tuổi trước đi tại vì nhai em lỗi rồi. Thôi nhai mấy kia xong rồi. Mẹ đây. Ba thằng được. Được. Ba thằng được. Được. Ờ được cái thằng. Tao biết sao? Làm cái đùi đi phải. Người ta nói á già rồi nó ăn không, nó nói già rồi ăn không được bao nhiêu lâu đâu, chứ ăn đi, đi ăn không mấy. Mày biết anh mày là biết cái gì rồi? À đen với vàng là đùi đi, là lùng cái bẻ đùi vậy bạn. Đó, mè ngon tới một chuyện nè. Đâu kìa, làm sao đi chứ mới vô mời mời các bạn như mời cái chảo ấy thèm. Ủa, ông lưỡi sĩ của tôi sao? Ông lưỡi sĩ thèm. Ủa, ông tôi thèm ăn chảo quá. Đâu ăn bơi đâu.
câu đứt nào đấy ăn chứ. Câu ăn chảo chịu. Ông mày quất một câu nè. Một câu hết thèm. Nào quất mấy ăn. Ồ ồ vậy vậy. Ờ quất mấy đi. Làm miếng mini thôi. Vậy trời. Cái đầu. Đậu bỏ cái gạch mình đem về. Ông mà lại đâu cả chứ. Gần sáng ngủ. Mắt là đờ. Đó mình nói lụm luôn đi. Đó. Thịt không nè chứ gì đó. Anh em ăn thịt tụi mình cũng ăn thịt chứ. Đây mời tất cả các bạn nha, làm cục thịt ức cấp thì nước dừa hay ba. Vô anh em ơi. Vô. Bóc luôn. Vô vô, bóc luôn đi. Tay. Bóc đi. Giờ này bóc là gấp hết được rồi. Cái đậu phộng cái hư diệt tuyệt vời luôn trời. Không lẽ này mình đến nhảy lên. Nhảy đi anh em. Nhảy đi. Giờ tao nói cũng không được nhảy chạy nước miếng. Xin lên liền nhảy. Thôi vô anh em cùng với ai. Cùng cục á. Ở cái cục ức này chắc ăn Tết luôn quá. Trời ơi. Rồi bánh chili chạy. Trời ơi. Dạ xin hỏi chú ở xin chạy quá giọng miếng chili. Ôi hiểu bực dạ. Mời tất cả các bạn cùng ăn gà nồi kìa nước dừa với anh em nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn ăn nha. 1, 2, 3. Vô. Đó, mời tất cả các bạn nha. Chấm dưới muối ớt nặng chanh nha bạn. Mời các bạn nha. Cái gặp mồm luôn. Thôi dài anh chạy. Không ăn thịt thôi sao vậy. Không dài hả? Không ngủ luôn. Không dài đâu. Không dài. Đối với mấy ổng là không dài ngon thiệt. Đối với mày ổng là sao? Không dài. Mày giả này. Không dài thiệt. Ông thấy cái đồ không? Thấy. Tôi mà cầm lên vậy y chang nửa thần tự do vậy. Chị đuốc mà. Lại hồn. Trời ơi. Rồi tới chạy hô la giọng nhẹ hả? Kìa rồi, cái này không dai đâu. Bây giờ mời tất cả các anh đang ngủ say không say gì ngồi về ăn cái đùi với em nha. Cắn cái đi vô ngủ nữa. Tao bảo đảm giòn luôn chứ không dai đó. Gặp này chắc má. Thôi mà. Tao tự chiếc cầm chân ra đây fan. Ồ ngon luôn chứ dai gì trời. Không dai, đúng không? Tay gao. Ngon lắm. Whip không? Đây. Ừ. Bách Thảo. Mời tất cả các bạn nào nhìn thấy tôi cầm cái này là cái gì không? Đồ lông đau, cái đùi gà đúng không? Ok rồi. Đùi nó cắt không? Vô mình nha. Không giò da giá trời quanh ché luôn á. Thôi mời các bạn nha, quất cho mình miếng nha bạn. Da giò ốc cũng vậy. Vô luôn các bạn ơi. Không. Cái món gà nồi thì vừa bán không nội rồi. Đúng không? Cũng giò quá. Không, giò ngủm hả? Không. Giò ngủm hả? Nhai dai vậy. Giò ngủm hả? Cắn vô á nó giòn. Mà không ăn rồi, con gà nồi mà gà đá các bạn mà thử vừa ăn tuyệt vời lắm trời. Đi mất. Nhưng mà nó ăn hơi lâu, làm hơi lâu thôi. Ngon lắm. Đúng, cục đó. Ngọt, rồi vừa ngọt, nó nhé luôn. Cái này là mình có thể là tới một chuyện người ta cỡ lít dữ dụ luôn, nhận vừa đó. Còn ngươi không ngớt nữa. Mời các bạn nha. Qua lắm trời. Lít đó nhậu 3 ngày, lít dữ dụ. Lít của thằng lằn đá nữa, thở ra 2-3 lít. Nghe con lít đó mở bụng ra đẹp gái vậy. Bởi vì ta nói cái gì nữa mà. Ngon mà, giống con chậu luôn á. Các bạn nha, các bạn. Ngon. Hôm nay làm món này ngon các bạn, tuyệt vời. Các bạn nha. Hai cái trái dừa mà nó bút cạn queo vô thịt luôn, còn bá chảy. Rồi nào khỏi nói à. Ốc da ốc cục luôn á. Nếu như mà các bạn muốn mà ngon nữa ha. Các bạn quét này vô cái nước khìa nè. Ồ. Ngon tuyệt vời mặt trời luôn, mời các bạn nha. Đủ. Cái cà the the nó. Không có nghe mùi the the cái đâu ta. Ớt hả? Cái đây à? Ớt nãy mình thử. Món này là món gà khìa nút tai nha. Nút ngón tai không? Liếm liếm ngon ghẻ. Gà khìa bóc. Món này cầm đũa ăn là dở rồi. Nước lạnh. Bài tay nha các bạn. Làm 7 ổ bánh mì mà lò bánh mì làm bữa mùng 2 Tết đó trời. Đúng mình lò mì là 2 bánh mì. Lò bánh mì nó cứng như cục sắt anh trời có thiệt không đẹp ca. Gần hết cái tháng chiên rồi. Mà ổ mày nè khúc mùng 2 Tết cho bạn. Gì chớp bớp bật ra cái trời. Mùng 3 chứ mùng 2. Con cộng cháu ơi. Không mà trời, con chó mà la được tiếng nào tôi không nè. Thì bởi vì mày nói tháng chiên gần hết rồi mà ổ mày này còn khúc mà mùng 2 Tết nha. Đây mời bạn làm 7 miếng bánh mì nha. Nhiều men. Ăn nha, dễ dàng thiệt ơi. Không? Vô bạn. Tập trời. Mình cũng thử làm miếng rồi. Nhưng bánh mì mùng 2 thôi, tôi không dám xé đâu, tôi quất cái bọng luôn á. Mùng 2 Tết. Ngộ bọng. Bánh mì thiệt, bánh mì giả hả? Thì các bạn nha. Người ta nói là nhớ mùng 2 Tết các bạn. Tiền em cũng hết, thì giờ này em đi bán bia lo. Ngọt trời, nước ngọt nữa trời. Thôi trời, nó kìa, hai cái dừa nó rút là còn nhiều. Đường nào mà không được gỡ.
chấm với miếng muối ớt chanh nha bạn, mời các bạn nha. Phải trời bánh mì tuyệt vời, tuyệt vời mà trời. Mình hỏi bạn cái này phải bánh mì thiệt hay bánh mì giả bạn? Mì thiệt. Tại sao tôi thấy giống bánh mì giả vậy? Tại làm bữa 12 giờ bữa nay gần hết tháng giêng phải nhiêu phải rồi. Có khi nào bánh mì này bánh mì mùng 2 tới giờ là tháng hả? Không, cái này ngon ngon lắm. Điểm bộ không? Cái bẹ đùi á. Bẹ đùi á. Giòn, da nó giòn cứu không? Ngon không? Thường thường là đá cái da nó dai sao ông làm nó giòn cái lại. Bánh mì ngon hết, nó giòn. Đẳng cấp. Mời tất cả các bạn nha. Vô đùi gà đẳng cấp cũng xàm làm đúng rồi. Phong độ là nhất thời thôi, đẳng cấp mới làm mãi mãi không? Đúng rồi. Ngon. Thứ mà đá cục chọc cũng ngon. Đã. Rồi. Đá cục dọc chứ. Năng món này là không nút tay không ngon đâu. Trời ơi. Nhiều biết hết mấy vậy? Giống như nút tay vậy. Và nó là con tôi khác sửa nút tay. Ai cho tôi nút ké nửa đêm tôi đền. Nửa đêm đến vậy? Cái kem mà khoai. Ủa anh, trong mấy hàng đệnh cũng khoai chứ. Nó là khoai sùng quá. Có chồng con ké con miếng mà đệnh cũng khoai chứ ké luôn á. Đâu á luôn. Không anh xin đệnh như vậy. Mày nghĩ là tao trên là dân là dưới dép bỉa tao có gì để đệnh. Đúng không? Vui. Quá lại rồi, đợi thêm cũng khoai nó lại lúc. Nghĩ trên văn dưới dép mà kêu đền cái giá trị thì có gì đó đi đâu. Thôi thôi, đền nữa rồi, chịu rồi. Gặp tôi không dám cho ông bú đâu. Còn bú trời bú. Mày cho ra con bú. Đâu, mà ông biết sao hả? Cái gì đây ca? Giống mấy thằng cái ông có cái gì cho nó bú. Ông có cái gì cho nó bú. Con to rồi. Tao đừng đừng cũng hai cái với bộ giỡn rồi. Không. Bút cái đó chắc ăn. Cái của mày như hộp tiêu. Da này cũng ngon các bạn. Đồ biết ăn da giòn luôn trời. Mời bạn nha bạn. Ô cô đẹp hôm nay còn thơm, con vàng hôm nay còn thơm, lụm được cái đùi ngay chỗ Bắc Thảo luôn trời. Ừ, đùi Bắc Thảo. Không mà sao mà coi vẫn ngon phải không? Ngon giòn ngọt ngon ngon. Được gỡ không? Trời ơi, thịt ghét này ngon. Sao không? Không. Ngọt ngon lắm nha bạn. Được gỡ luôn anh. Tại vì cái món khìa là ngon nhất nha. Tại vì nước dừa rút vô. Các bạn gà mà ăn luộc xả siêu chất ngon bằng khìa. Để cứ rút nước dừa vô. Đúng rồi. Thấm vô trong. Đúng rồi. À lâu quá. Thiệt tờ một món ăn làm như là ta nấu 3 món ăn rồi. Đúng rồi. Ngủ ngon phải là lâu chất chứ. Ngon. Ăn phải lăn vô bếp. Đã chờ quá hết hạnh phúc rồi. Nhưng bánh mì bữa nay hơi mắc điểm nha. Mì quá mắc điểm. Ngu bỗng nghĩ sao mà bán mì đâu mùng 2 Tết giờ trời thấy thèm chứ hả? Bánh mì vô mì đi mùng 2. Ừ. Cắn cái gã này ở đây làm cộng rau rồi nãy giờ chưa ăn rau đúng không? Chưa. Bánh mì này mà thử thách ăn 4 ổ chết luôn nha. Ủa cánh lá đủ mỹ đại. Ây. Không mà ngon rau bự chưa? Hơi bị thất bại nha. Bỏ mời bạn vô xà lách nha. Đây là tao nói dở món là bỏ hết rồi. Thôi cứ cúp kinh nghiệm làm sao? Bỏ hết luôn đi. Tao bỏ được. Bỏ. Món này ra ngon bỏ thèm mới được. Bỏ vô bụng á. Ừ. Thử người ăn một cục táo ẩm tinh trời. Tới luôn á. Dạ. Mà công nhận nó dai nó nhai lâu quá. Nãy giờ mình gặp cũng nhiệt tình lắm mà nãy giờ mới đi xuống một cục không à. Rất mạt hả? Nó để làm cái kiếm hay vậy? Đây gậy trống. Bây giờ đâu kiếm với ông đen, ông đen ngưỡng cây, tôi với ông đen ngưỡng cây. Thôi ai nấu kiếm với mày? Ôi, ông đâu kiếm. Đâu kiếm mà cái này. Tao tìm hang động với ai đâu đâu kiếm. Hai bạn nó ngậm nó ngủ. Hai bạn solo cùng vô Lego đi. Mời bạn vô leo nha. Tôi bỏ vô cái cốc xe. Thằng nào mà cự tôi quất nó lấy sọ liền. Đúng luôn. Bây giờ mày lại mới cục này để tao làm cái cây gõ mỏ đi. Đập gõ mỏ gõ mỏ không anh. Ông tự cây đánh chấm luôn anh. Vô vô anh em ăn gì anh em gấp nha anh em. Ok. Còn nhiều lắm nha trời. Mình làm bài cái cục xương gu rồi coi. Xương gu. Đúng rồi. Làm bài cái một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt nai coi. Mời các bạn nha. Ngon như mình. Dạ. Tôi ăn ngon quá, ngon ăn tao thấy. Nó nghĩ ta. Kiếm xương gu coi. Đúng rồi. Ngon như vậy không trời. Nè. Xương gu hả? Phải không? Đúng đúng đúng. Đó 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 đó. Thấy ông ăn ngon dữ trời. Ăn ngon luôn á. Vô bạn. Cảm đặt cảm đặt. Ngon. Ủa không á. Đúng rồi. Mở anh em.
làm cháy dưa leo coi mời bạn nha. Thịt kìa. Có hấm dữ á. Bạn ăn gà nồi nó tới 2,7 kg các bạn. Đưa tôi cái miếng này là thịt nhiều ngon hơn cái đùi nữa, nhiều thịt hơn đùi nữa. Tao xuống cục mà xuống cục kìa. Dưa xuống cục nào chứ? Nhiều hơn. Nhiều hơn cái con gà dài nhai lâu. Còn được còn sữa còn đắp được. Em ơi. Gì đấy ca? Ông gì vậy? Tính cho con hoài miếng quý mày có hại em. Mày cái cửa không? Mày lau ngón giò mày là mày núp đi. Không muốn quặng ở đâu ai cho ké ké thèm nha. Mời các bạn nha. Ta phải rửa mặt rửa vàng cái ai đưa trong bú. Cục đó cục gì cục xương vậy? Xương gu. Xương gu hả? Nói tôi thấy hai cái bụng mùi ổng mà ổng đưa ta bú rồi bú luôn. Đúng rồi. Này phải xương gu không? Xương đó cái gu. Cái gu hả? Rồi mời tất cả bạn vô cục xương cái gu nha. Đủ. Thiệt không? Hầu 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 hầu. Đồ ca. Chuyện gia ông cái gì mới làm như vậy? Đúng rồi. Thì có làm trai chưa biết làm. Làm gái là chưa biết làm thôi. Làm trai thôi chứ làm gái không biết. Trai hả? Có con thử của tôi chưa biết là... làm không? Là trai. Gái xuất sắc. Mao cu vũ đệ. Trung anh hài cử bạc đại du không? Đại du rồi. Mẹ mẹ giống như ba đại du chứ trời. Nói mới biết, nói mới biết rồi. Hiểu quá. Ngồi to to. Ăn mà chảy chì không trời. Nghe nó chảy nó biết mà. Ghê hả? Đại du chứ. Thôi. Hết rộng gà. Chứ ngu. Cái này mà ăn cái cánh cái má hú luôn á. Mày ăn bả hú luôn hả? Ớt hả? Chưa ăn từ từ ra. Béo nè. Cái này vô béo. Không. Béo. Béo còn là món này là đường sách bạn ngon quá. Ngon ngon. Cắn cái này lỗ tai dính liền. Cắn cái lưỡi ké luôn á. Không có. Lụng cục bộ con hết trời. Con này cũng chơi với giả hoài. Bả luôn. Mạc không luôn. Thì hả con cục lại luôn đi. Hả? Con cục lại luôn á. Để đi từ từ. Ngay chậm nha hoài hoài. Thì hả? Chờ mẹ nghe ăn cục kia. Cái cục kia mới đi của ổng. Cục đít. Đảo hả? Đảo. Đảo làm đâu con. Để đi để đi. Từ từ. Để nãy rồi. Nhớ. Ngoài màn ra có cái cửa làm cho cái đảo nha. Có. Cửa luôn á. Nguyễn cái cửa chó lửa luôn mà góp tay luôn vậy nè. Có cái lớp này trong cái chảo. Lớp tèm. Tại thịt gà nồi nó ngon được có một cái rồi. Dài. Dai giòn nha bạn. Dai giòn. Đảo. Cái dài. Tính ra nếu mà thịt bò nhiều khi dai không bằng. Không bằng. Nó ngọt nữa. Chúng tôi bên em mình cái món gà nồi này là quá tuyệt vời nha. Thật sự là giống như lòng mà muốn ăn mà đi kiếm là không phải khó, không phải khó khó luôn. Dễ gì kiếm có. Nhưng phải có đâu. Dễ không? À. Kiếm cũng dễ. Đây sang gà người ta kiếm không? anh chưa kiếm gà giác. Đúng rồi, đúng rồi. Được quá. Thấy mấy ông anh mà sách rõ đi nữa. Ôi, đúng rồi. Đúng rồi. Quay lại. Hai thòi lọ ọc ọc ra đây nè. Quýnh vào mũi á. Bọng gì lớn nha. Tôi chỉ sợ đi hấp sọ á. Ghê hả? Chắc luôn á. Tổ bọng ôm gà nhiều khi mấy chục triệu. Tôi coi chưa hấp đâu. Lá thôi ông về nó mới hấp mày sao. Đâu có, mày nói với mày nó hấp rồi chứ cần gì để ta. Hấp diêm liền. Đâu có, nó bay là nó nghĩ là gà mà đá mày không. Ừ, đứng gần cho nó đá. Ủa, tính ra nhỏ như treo lẹ cho tép trời. Chạy chạy nó mới lẹ. Tôi tưởng ông đầu lỗ ông chui dưới. Cầm cây đi chứ, 10 cây nữa ít quá sao miếng tay béo không biết cái tài đẹp gái vậy. Rồi. Chị má, mình có nhiều miếng luôn đi. Thôi. Chị anh em cùng ăn chứ đâu bạn miếng miếng, thèm nha. Gì vậy mẹ? Miếng quyết mà sao mà nó gì đậu xanh gì mà dép đứt luôn á. Quyết thần, quyết thần đủ. Quyết thần kinh, linh cơ, linh cơ. Thằng cơ, quyết thần. Ok. Thằng cơ, thằng cơ. Quyết. Vô, thằng cơ giữa tốt luôn không? Còn miếng này bự nè. Mẹ. Đủ. Anh kêu. Đây chấm miếng huyết này với muối ớt chanh nha bạn. Mời các bạn nha. Mẹ không gãy luôn trời. Sao không? Mà sao mà đưa văng văng mà nó mềm. Mà sao bẻ bằng đũa ra vậy? Sao cũng. Nè. Mày bẻ luôn. Bẻ luôn huyết nha. Dạ. Mùi luôn. Nó còn luôn á. Bẻ không hay nè. Rồi ông ăn mình ông luôn bẻ chi nữa. Mời bạn nha. Rồi ha. Mềm đó.
bụi bụi. Ôi, mời các bạn nha các bạn. Bụi như cục bụi nhụi. Với gà ngon hơn gấp 10 lần với heo. Đúng đúng đúng. Bụi ngon. Ok. Ngon heo. Ngon. Mày gì ta? Mày á. Nãy đang mà cái mời bạn nên thưởng cho đây là cái mời nha. Chào chưa, tôi đó đúng không nội? Hả? Đây thấy là tiếng đúng rồi chưa? Là gan đủ đủ. Đúng không gan? Thảo hoài thấy mà hiểu. Đây là trái tim mùa đông băng giá nha bạn. Rồi, trái tim nha. Dành cho ông Mỹ. Thôi, tao còn cái này nè. Đủ, con gì? Ông Sàm không có ăn lòng. Chắc cả thẳng nha. Tại vì ông Sàm lòng để đưa yêu bà Sàm hết rồi. Đúng rồi. Hết rồi, không muốn ăn lòng. Nói chung á, lòng xào dưa thì 30 ngàn một dĩa. Còn lòng của anh nguyện trao hết cho em với Sàm. Lòng hơn đó, dưa tao 30 ngàn dĩa. Muốn mua nhiều mới chạy đậu không ai cấm mày quá chục ngàn. Lòng xào dưa biết ra biết lòng xào dưa hay bị hay luôn chạy biết luôn lòng xào biết dưa. Ơi 30 ngàn vậy nó không mua ai ủ sĩ mình có 30 ngàn mua 30 ngàn có nhiều mua nhiều không chứ như tao 30 ngàn cái ai ép tao mua 50 đúng 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 khẩu ép tao quất thiệt à vậy là chúng nhân 30 ngàn lắm hả hôm mời các bạn nha ai biết đâu có 30 ngàn tu im ơi ăn quả thẳng vô mày mày ông trầm rồi mình cảm ơn nhiều vô gan gan các bạn miếng gan luôn nha các bạn vô á trái tim mùa đông ủa biết ăn trái tim bằng giá trời các bạn nhớ vô trái tim nha trời ơi giòn phải không giòn tôi mới để ý nha hả lần nào giờ nó ăn cái nó phải nhắm mắt rồi tầm như nó uống độc hay đó thưởng thức là đó lúc đó là nó đang phiêu phải không phiêu đúng rồi phiêu heo mình mất mình đúng cái hát vô cho nó ra nó đang phiêu diêu tự đại không đồ bụi ối luôn trời không á ăn gà kìa đồ bụi ối luôn trời ghé mà không có em không có em đâu đại ca trời ơi ngay rồi tỉnh đi đồ bụi ối luôn trời ngươi tỉnh chứ à, các bạn thì nói chung tối hôm nay anh em mình gửi đến tất cả các bạn cái món gà nồi đá kìa nước dừa nha bạn thì rất là tuyệt vời rất là ngon nha thịt gà đá thì nó dai và giòn nha bạn thì nếu tất cả các bạn có thích cái món ăn của tối đêm này thì các bạn hãy tặng cho anh em mình một like và chia sẻ clip này cho tất cả các bạn cùng xem nha. Anh em mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh em mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.